afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chơi về chị Nhện trong chế độ quả cầu pha lê. Ok, nếu mà Nhện chơi trong chế độ này, các bạn sẽ được full Highlander và tăng tốc độ chạy qua 4 tầng thay vì chỉ là 3. Cái này là tăng tốc rất là ghê luôn, và chơi thì cũng cần phải để dành tơ nhé. Để phòng trường hợp mà tụi nó có stun thì mình có thể đóng kén sơ vào trong cái kén đó, mình không phải xách vào ghế. Nhưng mà khi mà mình đóng kén tơ thì mình sẽ tốn rất là nhiều tơ, cho nên là mình đôi khi phải cân nhắc. Và đối với hầu mà muốn bảo vệ vua thì phải dọn dẹp tơ đi cho vua chạy, chứ không là cũng hơi cực. Trận này mình đấu với chị cá. Có vẻ như là vua là luật sư thì mình sẽ dễ đuổi hơn là so với những cái bạn khác. Bởi vì là luật sư không có cái skill nào để bảo vệ bản thân ngoài cái bản đồ để soi mình đang ở đâu. Cái này cũng khá là tiện đó. Mọi người thấy là nếu như mà vua mà như thế nào thì sẽ chọn thợ săn cho nó phù hợp. Chẳng hạn như là mấy nhỏ như là Ada hay là Hương Sư thì mọi người nên chọn Galati hoặc là Bon Bon để mà cấu máu thì nó dễ hơn, đỡ xịt nước chua, nước mắm, nước ngân nhĩ gì tùm lum. Ngợi cưng ơi, anh tới nè. Trời ơi, cái gì vậy trời? Thôi thôi thôi, không cần phải đặt cái vòng đó thì đứng đó chờ đâu ha. À, cái bụng của chị nó hút lên cái má, gớm xỉu. Bà Nhẹ này có cái voi rất là gớm luôn á. Tạo hình cũng rất là đáng sợ. Nói về Nhện thì chắc chắn là mọi người cũng biết rồi. Nhện có nhiều loại, nhện độc này, xong rồi còn cả những cái loại nhện mà nó gây nguy hiểm. Một cái tổ của con nhện như thế là nếu mà đẻ ra một quả trứng, ở trong quả trứng đấy có rất là nhiều con bên trong. Mọi người được xé cái bọc trứng của con nhện chưa? Nó cái vỏ trứng của nó rất là mềm, nhưng mà bên trong nó chứa rất là nhiều quả trứng con nhá. Sau này nó nổ là những con nó sẽ chui ra khỏi cái bọc đó. Mình thấy nó cũng ghê, thật sự cũng ghê đó. Có một lần mình xé là rồi. Mà cái bụng của nó vậy thôi mà nó đẻ ra một bọc giống như là âu cơ phiên bản nhện vậy đó. Gớm xỉu luôn á. Ôi sao lại có cái vòng ở đây đây? Để rào hết mấy cửa lại. Trời ơi, đứng đó mà canh ván chị. Thực ra thì mình có lên thêm 3 điểm chỉ thương chậm và một con mắt nữa. Ở đấy mà ngủ luôn đi. Rồi xong đời rồi đó. À! Chẳng qua là mình thấy vua bên này khá là dễ để ăn hiếp, cho nên là mình sẽ chọn Nhện để chơi. Trường hợp mà quá nhiều bully thì phải cân nhắc lại xem có nên chọn Nhện không nhá. Tùy những cái trận đấu mà mọi người sẽ có những cái hunter khác nhau. Không ngờ thanh niên này vẫn còn ở đây sao. Nó có tính nhanh bằng chị không? Rất là nhanh luôn. Ôi, và Nhện cực kỳ khó chịu nhá. Mọi người thấy không, dính tơ, xong rồi có thêm con mắt nữa, làm giảm khá là nhiều tốc độ di chuyển và tương tác địa hình. Cho nên là mình mấy cha này cứ dọn hết tơ của mình. Ngồi giùm. Cái gì á, sao tự nhiên lấy bản đồ chi vậy trời. Ngồi xuống giùm ha. Ngồi xuống mà ăn năn sám hối đi. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật rồi, và các bạn nhớ là đi rank 5 năm và rank thường để lấy cầu. Chúc mọi người ra phụ kiện nha. Thật sự là khi mà có những cái phụ kiện thì trang phục lẫn cả cái cách chơi của mình nó sẽ có cái gì đó lung linh lộng lẫy hơn. Ngồi xuống giùm. Úi dồi, sao ạ? Cho vô kén à. Rồi ngóc cái đầu lên giùm là cái guốc vô đầu liền.
nhiều người thì hay nói là cái hunter nhện này thì dáng của nó hơi lùn, nhưng mà hitbox của nó mình thấy thì cũng khá là không ổn, tại vì là mình cũng chơi theo phương pháp và nhìn hunter theo cái kiểu là cũng xa xôi vạn dặm rồi đó, to lớn quen rồi, cao ráo quen rồi, mà khi đổi qua nhện thì cái dáng của nó giống y như là bé gái phiên bản thu nhỏ vậy đó. Trời ơi, múa. Ủa, tính ra bà cá bên kia chưa làm gì được hương sư bên mình luôn. Ngồi xuống giùm. Trời ơi, trời ơi, chị đâu ra đây vậy? Ủa, bà cá đâu? Úi giời, ủa? Sao mua nhiều súng vậy? Đâu, đào vàng đâu? Ra đây chị biểu. Sao, nhanh bằng tôi không? Úi giời. Sao, ớt. À, mình hết cái quả cầu pha lê rồi. Bảo sao là, ủa sao bắn được có một miếng tơ vậy à? Mọi người có thể là cầm đi quick match với nhân vật nhện cho vui, bởi vì cái nhân vật nhện này nó mạnh lắm, tăng cái khả năng di chuyển rất là cao, thứ hai là khống chế được sơ về cái tốc độ di chuyển và tương tác địa hình nữa. Chỉ cần mình dính vào cái tơ thôi là nhảy cửa sổ với cả nhảy ván là cũng đã thấy mệt rồi, chưa kể đập ván nha. Chạm vào những cái nhân vật như là chị Mechanic, chị Mâu đấy, mấy con mà tương tác nó kiểu yếu ấy, nó gặp địa hình là nó khá là yếu ở chỗ đấy. Gặp mấy anh tiên tri mà kiểu bút cú nè, rồi bà hương sư mà xịt nước hoa cũng khá là ok. Và mọi người đừng chuyển kênh nhé, vừa nói Wickmart thì chắc là phải chơi một trận Wickmart cho các bạn cùng xem. Và đừng chuyển kênh nha mọi người. Hello, mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở map phố người Hoa với một bộ trang phục lò nướng BBQ. Trời ơi, nhìn cái lưng là thấy nóng rồi đó. BBQ thì cũng mình cũng ít khi nào đi ăn lắm. Tại vì thường thường là sẽ đi ăn nướng ở Gogi là nhiều. Mà săn deal cơ, mình phải săn deal mình mới dám đi. Chứ bình thường một giá vé của nó tầm đâu là 415.000 là chưa tính thuế. Đối với một cái giá mà học sinh sinh viên thì thật sự là hơi đắt. Ơ, chơi mà chơi lừa vòng vậy bà. Đối với một người mà kiểu sinh viên đi, ví dụ như đi làm thêm hoặc là đi chạy deadline dùm gì đó là không đủ để mà sống luôn á. Thế là mình chỉ đi ăn khi nào mình săn deal thôi. Bữa trước mình đi ăn khoảng 315k. Giá của nó cũng khá là rẻ, nhưng mà tính tổng lại không hiểu sao. Ủa, tính tổng lại thì nó cũng xương xương đâu đó là hết 900, gần 900. Mà trong khi là chị mình cũng chỉ có hai đứa mình chỉ uống một lon ngọt với dùng một cái khăn lạnh thôi. Nếu mà mọi người đi ăn ở chỗ đấy thì mọi người nên chuẩn bị thêm một cái khăn lạnh. Trời ơi, nó đứng ở gần nó làm nữ sát thủ. Mọi người đi ăn Gugi á là cũng nên chuẩn bị một cái khăn ướt mang theo. Trời ơi, dãy hay quá vậy. Nhưng mà chạy không được xa đâu bé. Chị là đi siêu nhanh luôn á. Trời đất ơi, cưng ơi. Mọi người có thể trăng tơ rồi hãng sách bóng nha, để tăng tốc độ di chuyển. Đấy, đi rất là nhanh luôn. Không hiểu sao bà này chắc là lên nhánh vẫy sao á. Mình xách từ bên đấy qua mà vẫy được gớm thật. Trời ơi, nữ sát thủ. Trời ơi, điều phối nhánh 9. Đứng ở dưới đó nó hiêu cái gì vậy trời. Chị xuống luôn nè, quá mệt rồi. Súng tường. Thôi khỏi chạy đi bà, xuống hầm giùm. Trời ơi, tôi thấy chủ tế nhánh 9 à, nữ sát thủ nhánh 9 không hiểu nổi luôn.
một cái lon coca trong đó 40 ngàn. Ủa không biết coca tươi, không nhớ là coca tươi hay là coca lon nữa, nhưng mà 40 ngàn. Trong khi mình mua ở tốc biến xuống để lấy hit free nè mọi người. Nè, đứng đây nè. 1 hit 2 hit. Rất là nhẹ luôn đúng không? Mình mang bling để sơ ở những cái khu vực mà ở ngay cái ghế bên sát bên tường này, là mình bling xuống là mình lấy hit free dễ lắm luôn. Bây giờ sẽ đi kiếm bạn thợ máy để xách cái bạn này vô trong cái góc, để có chạy ra cứu, tự heal chạy ra cứu hay là bò ra để cứu thì mình sẽ có thời gian hơn. Rồi, chăng cái tờ ở đây nè, nó có lên thì mình sẽ biết. Đó. Thường thường thì mỗi cái quán ăn nó sẽ có một cái mã giảm giá mà theo vùng, theo tuần, theo thời gian. Thế là cứ mình cứ canh thời gian nào mà chuẩn chuẩn thì mình sẽ đi thôi. Đừng có đi dạ những ngày thường. Rồi, tự heal. Chị xuống này cưng. Trời ơi, team này sao toàn đánh chín vậy? Biến giùm. Chị điều phối đâu ạ? Ở đây, đây. Không có đi được đâu. Trời ơi. Chị ơi. Bài. Giờ là mình sẽ đi kiếm bà Mách. Xong rồi đó. Nhàn rồi. Nhện phi nương nương. Chơi với nhàn phi nương nương đâm ra nó cũng hơi rảnh. Ủa, bên đây hết tai vậy là. Ở đâu đó bên khu nhà ăn. Trời ơi, rón rén nữa. Rón rén nữa chứ. Coi kìa, làm như không thấy á. Đấy, mọi người thấy bà Mách không? Chỉ cần dính cái tơ thôi là đã thấy đi chậm rồi. Sao ạ? 2 tầng tơ này. Đi siêu nhanh luôn á. Ui, ôi, có cả găng nữa. 3 2 1 bắn tơ. Ố. Trời ơi, đét hát nữa. Flywheel nữa. Trời ơi, slow motion hả? Ô, mình tính bắn tơ cho bà này mà sao cứ bị đánh hụt đấy nhở? Trời ơi, đọc cái ván kìa má. Nhìn khổ nhở. Thật sự luôn đó, cái bà Mách dính. Hình như là bà dính 3 tầng tơ rồi đó. Nhìn đúng khổ thiệt chứ. Thôi, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và chúc mọi người có một buổi sáng chủ nhật thật là vui vẻ. Và lát nữa ăn cơm ngon miệng nha. Bye bye mọi người.